Cha kia. Cha ki sarang e. Gochi padeseo rae. Eh. Otokke beteran mal otokke haejo? I knew em iji. I knew em. 크게 해야지. I knew em. Đấy. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì vợ chồng em ra ruộng và dọn ruộng ớt. Hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn công việc dọn ruộng ớt tại Hàn Quốc. Và như mọi người thấy thì ruộng ớt rất là nhiều và nhà em đã dọn được từ đầu đằng kia sang đến đầu đằng này. Cũng khá là rộng. Và ở Hàn Quốc thì những cái nhà chủ họ trồng nhiều ớt thì họ cũng thuê người đi dọn vườn như thế này rất là nhiều. Đặc biệt là trước mùa đông đến. Sau mùa đông đến thì cây ớt nó đã khô rồi, dọn nó còn khó hơn. Thứ nhất là nó khô thì nó sẽ làm cho đau tay khi mà các bạn đi qua, nó xước vào da sẽ đau hơn này. Thứ hai là cây nó khô rồi mình cắt, mình chặt nó cũng khó hơn. Khi mà cây tươi thì chúng ta chặt nó sẽ dễ hơn. Và để dọn vườn ớt thì về đầu tiên là chúng ta sẽ đi cắt dây. Sau khi cắt dây, những cái dây buộc ớt, cắt và bỏ hết và cuộn nó tròn lại. Sau đó là thu gọn lại một chỗ để đến khi được còn phải thu bỏ đi. Sau khi cắt dây xong thì chúng ta sẽ đi cắt cây. Và những cái cây ớt như thế này nó rất là nặng và rất là nhiều các bạn ạ. Trùng trùng điệp điệp như thế này. Khi mà ta cắt dây thì ở Hàn Quốc đa số là họ dùng dao hoặc là dùng dao quắm. Như nhà em thì cứ dùng dao quắm, sau đó là chặt cũng rất là dễ. Và ở vườn nhà em này thì đa số là vợ chồng em làm một đầu, bố mẹ em làm một đầu, cùng nhau dọn cho nó nhanh. Và chồng em thì cũng rất là chăm chỉ, được cái là lúc nào rảnh nào ra ruộng làm hết à. Khi đi làm nông tại Hàn Quốc này thì cơm thì các bạn phải mang theo này, rồi dụng cụ các bạn phải tự chuẩn bị. Đến là các bạn phải làm theo cái nơi chỉ dẫy dẫn của chú. Chồng em đang khoe là chồng em làm dọn hết cái vườn bên này đấy. Đó, đã xong được hai luống. Cắt dây cũng nhanh các bạn. Cắt rất dễ. Cái này thì cắt dây không có vấn đề gì khó cả. Nữ làm thì ok. Nó cũng chẳng nặng nhọc cái gì, nó chỉ hơi đau tay tí thôi. Cái tay cầm dây này cũng khá là đau, tại vì cầm nhiều này xong cũng phải lôi đi. Úi, chú xin mê. Ơi ơi, cẩn thận đấy chồng. Chú xin mê để làm xong rồi cuộn nó lại như thế, buộc nó lại. À, phí đồ rồi. Chưa rồi, à. Dọn đi. Bỏ đi chứ dùng cái gì cái này nữa, nó rối như tơ bò ấy. Đem về chắc là đan mũ đội quá. Án xoay rồi. Nhiều bạn hỏi là đi làm nông tại Hàn Quốc thì có cần phải học tiếng hay không. Thì trước khi sang bên Hàn thì không biết là các bạn sang theo diện visa nào. Có visa thì cần phải học tiếng. Ví dụ như là visa lao động thời vụ thì các bạn không cần học thi, nhưng mà các bạn học để biết. Ví dụ như là biết mặt chữ hay là biết chào hỏi, biết nói chuyện. Đấy là trước khi cấp visa là người ta yêu cầu như vậy. Tuy nhiên thì không phải thi, cho nên là cái visa lao động thời vụ ấy nó nhẹ hơn, nó nhàn hơn một chút. Còn những bạn mà đi lao động lâu năm ấy thì phải thi đỗ thì mới được đi đúng không ạ? Đây có mấy quả chín đẹp quá. Hái mấy quả này về nấu ăn là ngon lắm đấy mọi người. Đấy, ôi giời, được có một quả, hai quả này. Úi giời, ngon chưa? Quả này mới được đỏ bóng luôn, tuyệt vời. Ớt này cho vào nấu canh ấy, canh xương các bạn, hầm xương hay là gì cho vào rất là ngon, nó thanh, nó thơm. Còn một số những cô chú mà sang bên này theo diện bất hợp pháp hay là đi kiểu du lịch xong rồi sang làm việc thì chắc chắn là không có biết tiếng trước đúng không ạ? Thì chúng ta có nên học tiếng hay không, hay là có phải học tiếng hay không? Thì đi làm nông thì thực ra không cần biết tiếng cũng được, học thì tốt. Tại vì khi mà các bạn biết tiếng thì chủ quý hơn. Khi mà giao tiếp ấy, mình người ta nói và mình hiểu ấy, họ cảm thấy quý mình hơn, cảm thấy mình có giá trị hơn, thấy mình làm việc tốt hơn chẳng hạn đấy. Rồi đi đôi khi người ta nói thì hướng dẫn cái công việc ấy mình cũng dễ hiểu hơn và chủ cũng cảm thấy rất là vui. Vì vậy là ai mà biết tiếng họ quý lắm. Nhưng mà đa số nhiều tuổi rồi thì khó học đúng không ạ? Tiếng Hàn thì không hề dễ. Học thì cũng rất là khó khăn và rất là nhiều thứ phải nhớ. Vì vậy những bạn trẻ thì tốt nhất là nên chăm chỉ học tiếng, còn những cô chú nhiều tuổi rồi thì hơi khó. Thứ nhất là mắt thì kém, thứ hai là trí nhớ thì nó không được như những người trẻ đúng không ạ? Những cô chú nhiều tuổi thì mình không nói, nhưng mà những người bạn trẻ ấy thì học được tiếng thì sau các bạn sẽ sống ở Hàn Quốc cũng đơn giản hơn, thoải mái hơn. Đi làm thì được yêu mến hơn này, sau đó chúng ta cũng có thể tự tìm việc hay là tự liên hệ. Ví dụ như các bạn đi làm ở chỗ ấy thì các bạn có thể xin số của chủ này, các bạn biết giao tiếp ấy thì đến mùa người ta cần người ấy, các bạn có thể gọi điện hỏi là bây giờ chú ơi, chú có cần người làm cái này làm cái kia không thì cháu có thể đi làm cho chú. Ví dụ như các bạn mà biết tiếng các bạn có thể đi được thì không cần phải qua môi giới. Thì đấy cũng là một trong những cái cách mà chúng ta có thể tự nắm bắt công việc. Còn nếu mà không biết tiếng hay là cũng không biết liên hệ thì chắc chắn là mình phải qua môi giới rồi. Qua môi giới thì họ sẽ ăn phần trăm hoa hồng một chút.
và chúng ta phải phụ thuộc hết vào họ. À, ngày nào có việc thì họ gọi, không có việc thì chúng ta lại phải nghỉ, cho nên là chúng ta cũng không thể chủ động được trong một cái công việc gì cả. Như các bạn thấy thì vườn ớt nhà em rất là rộng như thế này, và rộng như thế này thì chắc là thuê cũng phải mất 10 công mới dọn được hết một cái vườn như thế này. Rất là nhiều việc, cắt dây rồi tháo ni lông, nhổ cọc rồi phải thu gọn lại, rồi cây cối thì phải vứt sang một bên đấy. Và những cái công việc này làm thì nó rất là lâu và mệt. Tuy vậy thì ở Hàn Quốc người ta trồng với cái số lượng gấp 10 lần như thế này, một chủ họ trồng rất là nhiều, không chỉ có nhỏ như nhà em. Đây thì nhà em gọi là nông nghiệp nhỏ các bạn. Sau khi cắt cây xong rồi bỏ ra đây một góc thì bắt đầu chúng ta sẽ đi tháo ni lông như thế này. Tháo ni lông như thế này rất là bẩn các bạn ạ, bụi nữa, mà mùa này nó hanh, tháng 9 rồi mà. Ni lông này thì cầm kéo nhiều khi nó lên như vậy đấy, nhưng mà nhiều khi nó không lên thì các bạn phải dùng tay các bạn cạy nó lên đấy, giống như chồng em đang làm. Vì vậy là phải cúi thường xuyên này, liên tục đứng lên cúi xuống, đau lưng. Trẻ thì không sao, chứ những cô, những chú nhiều tuổi ấy thì rất là vất vả. Và công việc này đa số họ thuê nam thôi, nữ họ không có thuê đâu. Dù các bạn có muốn làm, các bạn có làm được, họ cũng không có thuê. Họ nghĩ là các bạn không đủ sức để làm. Ở Hàn Quốc thì việc của nam riêng, nữ riêng. Nam làm những cái công việc nặng nhọc, còn nữ thì chỉ làm những công việc khéo léo và nhàn nhàn thôi. Đấy là một cái điều rất là tốt cho phụ nữ ở đây. Thì những cái công việc nặng ấy thì chúng ta không phải làm, và muốn làm thì cũng không lại được làm, họ không có thuê. Và đây là cái máy cắt ớt. Máy cắt ớt này là mua 250.000 won các bạn ạ. Máy này cắt cành, cắt cây, nói chung các bạn thích mua xong rồi các bạn cắt cái gì cũng được. Nhà em mua mấy năm rồi, rất là bền và dùng rất là ok. Chạy bằng pin, pin này thì sạc cắm giống như sạc điện thoại, rất là dễ. Và để mở cái máy này thì chúng ta thấy nút đỏ đây không ạ? Chỉ cần ấn nó vào này. Đó. Nó kêu hai tiếng tít tít, sau đó các bạn cầm vào cái chuôi này các bạn nháy hai cái nó mở ra. Vậy khi nó mở ra như thế này thì chúng ta sẽ cầm như thế này. Đấy, đi cắt rất là dễ. Cái này thì người ta cũng có thể mua dùng trong cảnh quan, cắt tỉa cây cảnh rất là nhiều. Và đây cho vào gốc ớt này, cắt một cái đứt luôn. Vậy là ớt nó ngã sang một chỗ. Ớt nó ngã sang một bên, rất là đơn giản đúng không ạ? Và cái kéo này dùng rất là tiện các bạn ạ. Đấy. Cắt rất là dễ và dùng rất là tiện. Và cắt liên tục vèo vèo luôn. Đấy. À, bây giờ nó mát cho nên làm việc nó cũng rất là thoải mái. Và nhện này các bạn ơi. Đây, khi mà đi làm thì cẩn thận, nó bị nhện nó cắn. Nhện nó cắn thì nó sẽ ngứa, và giống như nó cái độc của nó cũng khá là khó chịu đấy. Và nhện này thì ở ruộng ớt rất là nhiều. Bạn nào mà đi làm nông ở Hàn Quốc mà đi làm ở những ruộng ớt thì cũng phải chú ý nhé. Và công việc dọn vườn ớt như thế này thì rất là mệt, cho nên là đa số là những cái công việc như là cắt dây này hay là cắt cây thì là công việc của nữ, thì người ta sẽ trả là khoảng 100.000 won một ngày. Còn công việc của nam như là các bạn phải đi nhổ cọc này. Đấy, phải đi nhổ những cái cọc sắt như thế này, rất là nặng. Cái này thì chúng ta phải dùng cái búa này, sau đó là đập lên trên đầu này, đập khoảng 5-6 nhát để cho nó nong ra, sau đó là phải dùng sức nhổ lên. Và nhổ lên thì rất là đau tay và phải khỏe mới nhổ được. Nhìn vậy thôi chứ cắm nó rất là sâu các bạn ạ, rất là chặt. Và công việc của nam tiếp theo là phải đi bỏ những cái ni lông này ra. Ni lông thì có 3 loại. Thứ nhất là ni lông ở rỗng. Ni lông ở rỗng thì chúng ta cũng phải bỏ ra là phải hất hết đất ra. Đây như mọi người thấy nó có rất là nhiều đất ở bên trên này, rồi lá lại phải hất nó hết ra này. Đấy là một cái công. Một cái công nữa là chúng ta phải cuộn nó lại. Và làm cái công việc này thì nó hơi bẩn. Về thì chắc chắn là người bẩn cho đất luôn. Nam thì bây giờ đi dọn vườn ớt như thế này, người ta sẽ trả cho các bạn một ngày là 120.000 won. Con trai thì làm việc mệt cho nên là lương cao hơn. Còn phụ nữ thì đi cắt dây cắt rợ như thế này thì nó nhẹ hơn một chút. Nếu mà một ngày mà cứ đi cắt dây như thế này thì cũng đau tay một tí, đau bả vai, cũng phải dùng sức để cắt. Chồng nhé. Đất rất là nhiều. Ôi giời ơi. Việc này các bạn làm cũng phải đeo khẩu trang nhé, rất là bụi đấy ạ. Và những chú mà lười đeo khẩu trang thì không biết là đi làm về mũi nó có bị đau hay gì không. Rất là nhiều người mà bị viêm viêm mũi dị ứng mà ngứa ấy. Cũng hay ngứa mũi nữa. Vì vậy là các bạn sang Hàn cũng phải mang theo cái thuốc xịt mũi, để khi nào mà có bị ngứa hay là gì chúng ta còn có cái mà dùng. Đấy, lúc nào nó mà dễ thì cứ đi vèo vèo như thế, rất là khỏe. Cũng phải dùng sức để kéo. Kéo một ngày về là cũng đau tay, đau bắp. Làm nông mà kiếm tiền ở bên Hàn Quốc thì chẳng có cái công việc nào dễ đâu các bạn ạ. Cái nào cũng phải đổ mồ hôi nước mắt ra, bỏ sức lao động, bỏ thời gian. Một ngày thì 9 tiếng làm việc, 1 tiếng ăn trưa là 10 tiếng.
đi 1 tiếng về 1 tiếng nữa là 12 tiếng, đấy là nhanh ấy, còn nhiều lúc đi 2 tiếng về 2 tiếng cơ. Làm sao mà những cái môi giới họ chở các bạn đi xa ấy, đi mất 2 tiếng về mất 2 tiếng. Là mất 4 tiếng với lại cộng thêm 10 tiếng đã mất 14 tiếng. Ngày nào mà nhiều thì còn lằng ngoằng mất 15 tiếng. Các bạn phải dùng 15 tiếng đồng hồ để kiếm tiền tại Hàn Quốc làm nông, đấy là những ngày dài. Còn những ngày nào mà làm gần thì mất khoảng ít nhất là khoảng 11 12 tiếng đồng hồ. Vì cái thời gian nó dài như vậy cho nên là chỉ nghĩ đến cái thời gian thì cũng đã thấy mệt rồi. Còn ở Việt Nam thì em không biết là bây giờ các bạn đi làm công ty hay đi làm nông thì thời gian sử dụng hết bao nhiêu. Chắc chắn là cái thời gian làm việc thì là phải từ 8 tiếng trở lên đúng không ạ? Ít nhất là 8 tiếng. Thì nghỉ trưa 1 tiếng đó thì cứ tính là 9 tiếng đi. Bạn nào mà đi lại mà gần ấy thì cũng đỡ. Nói chung là làm việc ở đâu cũng vậy thôi, cũng phải mất khoảng từ 10 tiếng trở ra. Nhưng mà làm được cái bên này thì lương nó cao hơn. Một ngày bây giờ nam mà được khoảng 120.000 won là cũng được khoảng 2 triệu 2 triệu 2 triệu 4. Còn nữ thì cũng khoảng được 2 triệu Việt Nam đồng một ngày. Nghe đã thấy sướng ạ. Rất là sướng. Nhưng mà đi làm chắc chắn là mệt các bạn ạ. Ở Việt Nam làm nông thì các bạn biết rồi đấy. Làm nó mệt như thế nào thì bên này nó làm cũng phải mệt như vậy. Nhiều khi còn mệt hơn. Và hiện nay thì làm nông ở Hàn Quốc là chế độ làm việc một ngày 9 tiếng, buổi sáng làm 5 tiếng và buổi chiều làm 4 tiếng. Và giữa giờ thì các bạn sẽ nghỉ được khoảng 10 năm cho tới 20 phút. Tùy nhà nào ít thì cũng chỉ nghỉ được 5 phút uống nước thôi. Chồng nhỉ? Đi. Đi làm nông thì bây giờ có nhiều chủ họ dễ tính. Thì họ kệ cho các bạn làm ngoài ruộng này. Họ chỉ cho các bạn công việc. Ví dụ như là bây giờ tôi cần phải dọn hết cái vườn ớt này. Thì bây giờ họ sẽ chỉ cho các bạn là cắt dây này. Xong rồi cắt cây, xong rồi bỏ đi nông, xong rồi nhổ cọc, xong rồi để vào chỗ nào. Sau đó họ chỉ xong thì họ đi. Nhưng mà có rất là nhiều chủ là họ đứng bên cạnh, họ giám sát này, rồi họ thúc giục. Ví dụ như là sẽ thúc giục này. Bái đi bái đi hê. Bái đi bái đi hê. Đấy, người ta sẽ nói như vậy các bạn ạ. Là làm nhanh lên. Làm nhanh lên hoặc là làm mà chậm chậm ấy, hay là gật gà gật gù là người ta lại quay ra, người ta đứng đằng sau bạn. Để xuống đây có isso. Chờ đi khá nhanh lên haji ma. À. 당신 카메라 있지? 내 손엔 이거 있어. 무서워요. 아, 고추 있다. 고추 잘 익었어. 오케이. 치엇? 엇까이? 엇까이. 엇까이. 엇 này bây giờ nó chín đỏ rồi nhưng mà cũng khá là cay. Cay cay, nó cay kiểu không phải cay như ớt chỉ thiên đâu. Bây giờ nhặt được đây. Quả được quả cái à, cũng có quả chín. Những quả này nhặt về để vào trong tủ lạnh cũng ăn được khoảng nửa tháng các bạn đã không hỏng đâu. Bảo quản tốt, tủ lạnh tốt thì để được cả tháng không có hư. Tại vì bây giờ nó khô đi một chút rồi. Và quả của nó đây các bạn thấy nó rất là mềm và nó cái lượng nước của nó không có cao. Nó chỉ có vị thơm của ớt này rồi ngọt rồi nó hơi cay cay, nói chung là vị của nó rất là đặc trưng. Nói chung là em thấy ớt Hàn Quốc rất là ngon mọi người ạ. Đấy, sau khi bỏ ni lông ra thì chúng ta sẽ cuộn ni lông lại. Lại phải nhặt sạch những cái dây này lại. Sau đó buộc nó gọn lại và tụ nó lại một chỗ. Thu nó vào. Ôi ôi bụi lắm chồng ơi. Mến chứ bán á. Và ở Hàn Quốc khi mà các bạn đi làm tự do, môi giới mà đưa các bạn đi đón các bạn về ấy, thì ngày hôm nay các bạn làm việc này, mai các bạn làm việc khác là chuyện bình thường. Việc nó không giống nhau. Ví dụ những cái công việc nhà như là đi cắt tỉa táo hay đi vặt táo này. Còn những cái công việc mệt như là đi thu hoạch khoai tây, đi thu hoạch mấy cái củ ở trên núi ấy, nhiều khi mà họ không dùng máy ấy các bạn, thì các bạn phải dùng tay để đào. Cực kỳ đau tay và cực kỳ mệt. Em xin nhắc lại là cực kỳ mệt. Làm về mà phồng hết tay lên là chuyện bình thường, có người còn bị rộp hết cả tay lên ấy. Và đấy, và bây giờ chồng em đang dùng máy cắt. Mọi người có thể thấy cắt rất là nhanh. Cắt vèo vèo luôn. Đó. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cái máy này mà bạn nào ở Việt Nam mà muốn mua thì cũng có thể mua rất là dễ. Đây gọi là máy cắt cắt cành ý. Cảnh quan người ta cũng hay dùng lắm. Và nhà em mua cái máy này để cắt cây, cắt tỉa cây. Những cái việc như thế này thì dùng cái máy này cắt rất là tiện. Chứ còn dùng dao quắm mà phát hay dùng dao mà chặt đấy rất là lâu. Nó còn rách cả ni lông sau, bỏ ni lông nó còn khó nữa. Chồng ơi. Đấy, chồng em làm việc rất là siêng. Nhìn thấy thích không ạ? Nhìn thấy chồng làm việc siêng như thế nên cũng rất là vui. Dù có làm việc mệt mỏi đi chăng nữa, hai người cùng nhau làm việc nên siêng năng, cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy nói chung là giống như cùng nhau xây dựng một cái gì đấy. Thấy rất là vui các bạn ạ. Nói chung là cái cảm giác rất là tuyệt vời. Sau khi đấy, nhổ cây các bạn ạ. Ở đây nhổ cây thì phải dùng sức, vì vậy nam nhân phải nhổ cái này thì nhìn có vẻ dễ như thế thôi. Tuy nhiên là
nhổ khoảng một luống, nhổ khoảng 20 cây là thấy đau tay với đau vai rồi. Phải dùng cơ bắp, phải dùng sức mạnh lắm. Chồng em gì mà bộ nhổ nhanh đi chồng. Ấy, không nhổ lên chưa? Từ từ. Thấy quay video lên là đang sâu cho mọi người rằng là mình lực lưỡng đấy. Tí nữa lại lè lưỡi ra. Đấy, cái nào mà không nhổ được thì có thể cùng dùng một đái đè 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 mấy cái vậy là nó lên đấy các bạn. Đấy là một cái phương pháp nhổ cọc. Thôi tội là đập phải lấy búa chứ còn đập bằng cái hòn đá ấy, bụi bay hết ở mặt. Cọc thì cũng có cọc cao, cọc thấp. Cọc nào cao thì dễ nhổ hơn, còn cọc thấp thì khó hơn một tí. Đấy, sau khi nhổ xong thì thu gọn nó lại là được. Nặng ấy. Chặt lắm. Cố lên. Không được à? Cố lên ăn thế. Không được. Không được. À, không hay thế. À, cẩn thận không có bụi trong ơi. May qua gió nó đi theo cái hướng kia chứ. Nhổ lên. Mệt mà, làm nông thì chẳng có cái nào nhàn cả. Cố lên. Vẫn chưa được. Thôi kệ đi chồng ơi. Ờ, nẹp tu. Đi qua hết ba. Nhổ cái này xem. Ờ, đấy, có cái dễ, có cái khó. Cái nào mà xuống sâu quá thì nó hơi khó một tí. À, ngày hôm nay vợ chồng em rất là vui chia sẻ với các bạn công việc dọn vườn ớt tại Hàn Quốc và một số những cái thông tin về lao động tại Hàn Quốc làm nông. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.